bàn hướng đi cho dự án luật công nghiệp trọng điểm. Ngày 14 tháng 7, Bộ Công Thương đã tổ chức tọa đàm về dự án luật công nghiệp trọng điểm nhằm lấy ý kiến đóng góp của chuyên gia đại diện các bộ ngành cho dự án luật quan trọng này. Chủ trì tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định hệ thống pháp luật hiện hành có một số ít luật quy định cụ thể về một ngành công nghiệp như luật hóa chất, luật điện lực, luật dầu khí, luật khoáng sản. Đây là các phân ngành công nghiệp có đặc điểm không trực tiếp xây dựng nền tảng vật chất cho nền kinh tế xã hội, không tạo ra giá trị gia tăng lớn, không có tác động lan tỏa đến các ngành kinh tế xã hội khác mà chủ yếu sử dụng trực tiếp tài nguyên của quốc gia, nguồn lực của nhà nước. Vì vậy, tính chất và phạm vi điều chỉnh của các đạo luật này chủ yếu tập trung vào việc tăng cường sự can thiệp từ phía nhà nước nhằm bảo đảm khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của quốc gia, cân bằng cung cầu đầu vào và đầu ra phục vụ cho các hoạt động sản xuất và tiêu dùng khác. Khác với các đạo luật trên, luật công nghiệp trọng điểm không hướng tới các công cụ quản lý theo hướng tăng cường sự can thiệp của nhà nước vào thị trường và hoạt động của doanh nghiệp. Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia đồng tình với việc cần thiết phải xây dựng một đạo luật nhằm tạo động lực cho các ngành công nghiệp trọng điểm có đóng góp lớn cho nền kinh tế. Tuy vậy, làm sao để xây dựng được một đạo luật chặt chẽ, đối tượng được lựa chọn cũng rất quan trọng để tránh bị so sánh. Phải nên có những cái tiêu chuẩn nó rõ ràng hơn cho cái tất nhiên là nó không thể cứ đúng đét 100% là, là, là như vậy nhưng mà nó đủ cho mình làm cái mốc để mà lựa chọn cơ bản là chính xác cái tiêu chuẩn tiêu chí để mà chọn những cái ngành những cái đối tượng và cái khung thời gian cho cái sự ưu tiên ưu đãi đấy nó nó được phù hợp làm thị trường là phải đương đầu với thị trường là phải sáng kiến là phải sáng tạo là phải đổi mới mà chúng ta quản thì là giết giết những cái ngành thôi mà lấy là những cái ngành nền tảng thì nó mới kéo ra là những cái ngành đi sau tiếp tiếp theo là không thể phát triển được tiếp thu các ý kiến đóng góp thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật công nghiệp trọng điểm theo hướng không gây ra mâu thuẫn trồng chéo với các đạo luật chuyên ngành khác nội dung và các chính sách tại luật công nghiệp trọng điểm sẽ được thiết kế để bảo đảm các chính sách giải pháp mang tính đặc thù phù hợp thúc đẩy phát triển công nghiệp mà các đạo luật chuyên ngành khác chưa giải quyết được